chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai minh bạch các thủ tục hành chính. Đồn biên phòng Hải Hòa nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân trong khai thác hải sản. Thể lệ giải báo chí về xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 47/5 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành kế hoạch số 329 ngày 31 tháng 12 năm 2022 để triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính năm 2023. Theo kế hoạch để triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, thị xã Nghi Sơn đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, thiết thực, hiệu quả, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng ngành đơn vị, cũng như các xã phường. Kết hợp nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền, gắn tuyên truyền về cải cách hành chính, lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các tổ chức cá nhân tham gia công tác tuyên truyền, nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra. Đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp phù hợp với cơ quan đơn vị các xã phường. Để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đạt được kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện. Trọng tâm là tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, của thị xã về công tác cải cách hành chính, những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện cải cách hành chính ở các cơ quan ban ngành đoàn thể thị xã tại các xã phường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như tuyên truyền vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan đơn vị đến từng cán bộ công chức viên chức đảng viên đoàn viên hội viên trong việc chấp hành thực hiện tốt các quy định bộ thủ tục hành chính do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đồng thời nghiêm cấm những trường hợp tự ý đặt thêm thủ tục làm phiền hà đến tổ chức công dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác giám sát việc thực hiện bộ thủ tục hành chính đã công bố của ủy ban nhân dân tỉnh trong một số lĩnh vực như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đăng ký kinh doanh hộ tịch khiếu nại tố cáo các cơ quan đơn vị các xã phường đổi mới đa dạng hóa nội dung hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính trong đó tập trung đến công khai minh bạch giảm thời gian trong ba giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Các xã phường chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, đảm bảo công khai minh bạch các thủ tục hành chính bằng văn bản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung trọng tâm của công tác cải cách hành chính, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích để nhân dân được biết. Từ đó góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính để thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, thị xã đã đề ra. Cán bộ, công chức viên chức và các cơ quan đơn vị nắm vững mục tiêu nhận thức đúng đắn về nội dung và các nhiệm vụ trong thực hiện cải cách hành chính nêu cao tinh thần trách nhiệm có các giải pháp thiết thực trong công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực cũng như trong quá trình thực thi công vụ nhiệm vụ nâng cao nhận thức của tổ chức cá nhân về công tác cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ công chức viên chức phát huy vai trò của các cơ quan thông tin tuyên truyền trong việc phát hiện phản ánh chính xác kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích nâng cao nhận thức trách nhiệm cho ngư dân về khai thác thủy sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, vùng biển quốc tế, những năm qua, đồn biên phòng Hải Hòa, bộ đội biên phòng Thanh Hóa luôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác đánh bắt thủy sản. Đồn biên phòng Hải Hòa có nhiệm vụ quản lý 23,5 km đường bờ biển thuộc địa bàn chính phường của thị xã Nghi Sơn, có 559 phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển với 3.354 lao động, trong đó tàu có chiều dài trên 15 m là 203 phương tiện với 1.218 lao động, có hai cửa lạch là lạch ghét và lạch bảng, Tại hai cửa lệch này thường xuyên có nhiều tàu thuyền trên địa bàn và các địa phương lân cận xoa vào neo đậu tránh chú bão, trao đổi các dịch vụ hậu cần nghề cá. Ngay sau khi Nghị định số 42-2019 NDCP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tùy sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hải Hòa đã tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác bất hợp pháp và không báo cáo, không theo quy định IUU cho các ngư dân chủ tàu. Năm 2022, đơn vị đã phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ xuống các tàu thuyền cảng cá nơi tập trung đông người, tuyên truyền về luật biển Việt Nam, luật thủy sản, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến IUU và các quy định khi hành nghề trên biển, phổ biến hướng dẫn cho ngư dân nắm chắc các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, vùng đánh cá truyền thống, vùng biển cần chú ý khi đánh bắt và vùng biển không được đánh bắt vận động khuyến khích ngư dân khai thác ở vùng biển quần đảo Trường Sa để được hưởng các lợi ích như dịch vụ hậu cần, kỹ thuật, cứu hộ, cứu nạn, khu neo đậu, tránh trụ bão. Phổ biến cho ngư dân về luật an toàn giao thông hàng hải, sửa đổi của Trung Quốc để ngư dân có biện pháp đối phó, phòng tránh vi phạm. Quyết định số 78 quy TTG ngày 16 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn giảm thiểu và lại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025. Chỉ thị số 01 CTTTG ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tại các phường phụ trách, đồn biên phòng Hải Hòa cũng đã tổ chức được 28 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 900 lượt cán bộ chiến sĩ và ngư dân tham gia phát trên 400 tờ rơi vận động thực hiện IUU, ngăn chặn tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho ngư dân và các chủ phương tiện, đồng thời trao cờ Tổ quốc và ảnh Bắc Hồ cho ngư dân vươn khơi bám biển. Qua tuyên truyền, 100% tàu thuyền do đơn vị quản lý đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo thiết bị kết nối liên tục từ khi tàu rời cảng, đi đánh bắt, tới khi cập cảng. Đối với các tàu cá cập cảng và xuất cảng, đơn vị tập trung kiểm tra kiểm soát các thủ tục giấy tờ, trang thiết bị đầy đủ mới cho phép ra vào cảng. Ngoài công tác tuyên truyền hàng tháng, đồn biên phòng Hải Hòa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giả soát, thống kê số lượng tàu thuyền, lao động trên địa bàn hoạt động khai thác trên biển, nhóm có nguy cơ cao vi phạm IUU để quản lý, săn đe, nhắc nhở cũng như trao đổi, thông báo và phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan để theo dõi, giám sát kịp thời, áp dụng các biện pháp ngăn chặn thời gian tới đồn biên phòng hải hòa tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương các lực lượng chức năng cập nhật đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật qua đó góp phần động viên người dân bám biển vươn khơi nâng cao hiệu quả sản xuất bảo đảm đánh bắt an toàn đánh bắt đúng quy định giữ gìn an ninh trật tự trên biển chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương thưa quý vị và các bạn vụ chiêm xuân năm 2023, toàn thị xã Nghi Sơn đưa vào gieo trồng với tổng diện tích là 8.700 ha, trong đó cây lúa là 4.560 ha, lạc là 2.192 ha, ngô là 567 ha. Các loại cây trồng khác là 1.027 ha. Đối với diện tích cây lúa trên từng đồng đất, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các xã phường định hướng về cơ cấu giống lúa phù hợp, nhưng chủ yếu vẫn là các giống lúa lai cho năng suất cao như Thái Xuyên 111, VT 505, VT 504 và một số giống lúa thuần là Khang Dân 18, Thiên Yêu 8. Hiện nay lúa đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh, tuy nhiên qua khảo sát thăm đồng ở các địa phương như Hải Nhân, Trúc Lâm, trên một số diện tích đã xuất hiện tình trạng trắng lá, bệnh đau ôn và ốc bù vàng gây hại. Ngay sau khi phát hiện bệnh trên cây lúa, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân phun các loại thuốc đặc hiệu để không để bệnh lây lan sang các diện tích khác, đối với cây lạc, đề phòng các loại bệnh như dẹp, sâu ăn lá, ngoài các biện pháp hỗ trợ về chuyên môn, thị xã Nghi Sơn cũng đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm sâu bệnh và cách phòng tránh bệnh trên từng loại cây trồng, không để ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng vụ chiêm xuân năm 2023. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn thể lệ giải báo chí về xây dựng Đảng búa liềm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Điều 1. Tên gọi giải thưởng. Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh là giải thưởng hàng năm do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng được đăng phát trên các loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình do so Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo và ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng giải búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Mục đích ý nghĩa khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng đảng góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo nâng cao năng lực cầm quyền của đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị Động viên khuyến khích tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí và mọi cán bộ đảng viên nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời cổ vũ các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng với những nội dung trọng tâm sau. 1. Về công tác tổ chức học tập quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các chủ trương của Đảng nhất là kết luận 21 KLTU của hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện, tự diễn biến, tự chuyển hóa, quy định số 69 QDTU về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. 2. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13 Đặc biệt là nghị quyết số 21 NQTU hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị ý quyết số 28 NQTU hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. 3. Việc thực hiện nghị quyết số 58 NQTU ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37-2021, QH15, ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thị xã trong 5 năm 2021-2025 Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 4. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển quê hương đất nước và hội nhập quốc tế. 5 xây dựng đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên gắn với thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, chạy chức chạy quyền, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của nhân dân. 6 tuyên truyền tập thể tổ chức đảng tiêu biểu, gương cán bộ đảng viên điển hình, những cách làm hay sáng tạo hiệu quả về công tác xây dựng đảng ở các xã phường đơn vị trên địa bàn thị xã. Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và cơ quan đơn vị tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng giải báo chí về xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh. Điều 3. Phạm vi đối tượng áp dụng. 1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, hội đồng chấm giải, kinh phí và cách thức tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh. 2. Công dân thanh hóa ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. 3. Tác phẩm, chùm tác phẩm, sau đây gọi chung là tác phẩm, tham gia giải búa liềm vàng phải được đăng phát trên các loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng phát, có hiệu quả xã hội cao được dư luận xã hội thừa nhận. Quy định cụ thể điều 4, quy định về tác giả số lượng tác phẩm tham dự. 1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn và gửi không quá 3 tác phẩm phù hợp với quy định của giải để tham dự. 2. Tác giả có tác phẩm gửi dự giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm luật báo chí, luật sở hữu trí tuệ, và các quy định khác của pháp luật. Điều 5. Tiêu chí xét trao giải. Một lớn. Đối với tác phẩm. Một. Tiêu chí chung. Tác phẩm báo chí được trao giải. Búa liềm vàng là những tác phẩm bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc. Tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt. Đăng phát trên các loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2 trên 3 số tác phẩm đăng phát trong khoảng thời gian nêu trên. Tác phẩm được xét trao giải búa liềm vàng phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới trong công tác xây dựng đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm, có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao, có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo, có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng đảng. Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các giải báo chí địa phương, được ban tổ chức cấp tỉnh gửi tham dự giải bố liềm vàng toàn quốc, không nhận các tác phẩm đã gửi tham dự giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương. Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải, loại hình, báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí, thể loại, Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát hành truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện. Tác phẩm được xét giải phải đảm bảo không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố. Tác phẩm không được xét. Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau không có tên loạt bài. Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền các tác phẩm mang tính hư cấu như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện, ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật. 2. Tiêu chí riêng đối với từng thể loại tác phẩm báo chí. Báo in. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài không quá 5 kỳ của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Báo điện tử. Tác phẩm tham dự dài phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu thực hiện riêng cho báo chí điện tử thể hiện được đặc trưng của báo điện tử bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện không xét những tác phẩm lấy từ báo in mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài không quá năm kỳ dưới hình thức thông tin văn bản âm thanh hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về cùng một sự kiện cùng một đề tài phát thanh mỗi tác phẩm là một một loạt phóng sự ký sự không quá 5 một hoặc một loạt chương trình phát thanh không quá 5 về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, có tiếng nhân vật, tiếng động, âm nhạc, bảo đảm chất lượng, thời lượng tối đa 60 phút trên một tác phẩm. Truyền hình, mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu không quá 5 phóng sự, một hoặc một loạt chương trình truyền hình không quá 5 chương trình về một chủ đề sự kiện. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và đảm bảo đúng như chương trình đã phát, không được dựng lại. Thời lượng tối đa 90 phút trên một tác phẩm. Ảnh báo chí. Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản đối với báo điện tử. Hai lớn đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và các ban tuyên giáo ban tổ chức cấp huyện. Đối với cơ quan báo chí, cơ quan đơn vị tổ chức được trao giải búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông tích cực tham gia hưởng ứng giải búa liềm vàng có sản phẩm truyền thông sáng tạo hoặc tổ chức phát động giải tại cơ quan đơn vị một cách khoa học bài bản sáng tạo thu hút nhiều phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng đảng là cơ quan đơn vị tổ chức có số tác giả tác phẩm dự giải trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều và có chất lượng nhất là cơ quan đơn vị tổ chức có tác giả tác phẩm đoạt giải đối với các ban tuyên giáo ban tổ chức cấp ủy các ban tuyên giáo ban tổ chức cấp ủy được trao giải búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo có hiệu quả giải búa liềm vàng tại địa phương đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị cơ quan liên quan hoặc gợi ý hướng dẫn các nội dung mới vấn đề khó kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng đảng. Điều 6. Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng. Một Cơ cấu giải. Đối với tác phẩm, giải thưởng hàng năm được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong năm loại hình báo chí, báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Ảnh báo chí với số lượng 5 giải A, 7 giải B, 11 giải C và 15 giải khuyến khích. Đối với tập thể, ban tổ chức sẽ trao giải đồng hạng xuất sắc cho bốn cơ quan báo chí và ban tuyên giáo ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu. 2. Hình thức khen thưởng đối với tác giả tác phẩm, giấy chứng nhận của ban tổ chức và tiền thưởng theo quy định tại thể lệ giải. Đối với cơ quan báo chí và ban tuyên giáo ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu, tặng tiền thưởng và bằng khen của ban tổ chức giải tùy theo số lượng và chất lượng bài tham gia giải. Hội đồng chấm giải xếp loại không nhất thiết phải có đủ số lượng giải như trên. 3 tiền thưởng, giải A 6 triệu đồng, giải B 4 triệu đồng, giải C 2 triệu đồng, giải khuyến khích 1 triệu đồng, giải tập thể xuất sắc 2 triệu đồng. Điều 7. Ban tổ chức giải, ban tổ chức giải hàng năm do Thường trực Tỉnh ủy ra quyết định thành lập có nhiệm vụ thành lập hội đồng thẩm định, ban giám khảo chấm giải, ban thư ký và các bộ phận giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến giải búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động. Ban tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng đảng. Điều 8. Cơ quan thường trực giải Cơ quan thường trực giải bố điểm vàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa, cơ quan thường trực có trách nhiệm, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn, thực hiện thể lệ giải tới các đơn vị cá nhân liên quan. Đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự giải, tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm, và tập thể đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn. Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của ban tổ chức giải và hội đồng chấm giải, phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động hợp pháp nguồn tài trợ từ các tổ chức cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho quá trình xét tác phẩm đoạt giải, lễ công bố và trao giải, tổ chức quản lý nguồn tài trợ theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành, phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ công bố và trao giải búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh hàng năm. Điều 9 hội đồng chấm giải. Hội đồng chấm giải do trường ban tổ chức giải ra quyết định thành lập, giúp việc cho hội đồng chấm giải có ban thư ký giải và tổ giúp việc do trường ban tổ chức giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan thường trực giải. Hội đồng chấm giải xây dựng quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của giải và luật báo chí. Điều 10. Quy trình xét, lựa chọn và công bố trao giải. 1. Chấm và thẩm định giải. Ban giám khảo chấm giải dựa trên danh sách tác phẩm đã được tuyển chọn ở các đơn vị tổ chức chấm. Kết quả chấm tác phẩm sẽ tiến hành đánh giá thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình ban tổ chức giải để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải A, B, C khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí và không nhất thiết phải xét đủ số lượng theo cơ cấu giải thưởng. 2. Công bố và trao giải lễ công bố và trao giải bố đền vàng được tổ chức hàng năm vào thời điểm phù hợp nhất. Điều 11. Kinh phí hỗ trợ giải Kinh phí tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách tỉnh do hoạt động tài trợ hỗ trợ, quảng bá thương hiệu tự nguyện hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Các khoản kinh phí tài trợ hỗ trợ quảng bá thương hiệu được sử dụng công khai đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình vận hành chấm, tôn vinh và trao giải thưởng hàng năm ban tuyên giáo tỉnh ủy, cơ quan thường trực giải là đơn vị trực tiếp quản lý và đề xuất với ban tổ chức giải việc thu chi phục vụ công tác tổ chức giải bốn liềm vàng theo quy chế quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh. Điều 12. Lập hồ sơ dự giải 1. Về tác giả, sơ yếu lý lịch của tác giả gồm Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, email 2. Về tác giả mỗi tác phẩm dự giải phải sao chụp lại một bộ ghi rõ đã đăng phát trên báo đài nào có xác nhận của cơ quan báo chí kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng việt loại hình thể loại nội dung chính hoàn cảnh sáng tác chú ý nêu bật được tính phát hiện sức lan tỏa hấp dẫn của tác phẩm và đảm bảo các yêu cầu sau đối với báo in báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in báo điện tử nhưng phải sạch ngay ngắn rõ ràng nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ lẻ, phải cắt xám phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo điện tử phải đồng thời gửi bằng đường link bài viết vào mail bố vàng a còng xây dựng đảng vn để ban tổ chức giải thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm đối với những tác phẩm được gửi tham dự giải bố liềm vàng toàn quốc. Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi file trên đĩa CD hoặc USB. Mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi một tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc, phải có bản dịch cho tiếng Việt. Đối với tác phẩm truyền hình, phải ghi file lên đĩa VCD DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi một tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt, khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD. Đối với tác phẩm ảnh báo chí, cùng với ảnh đã đăng trên báo tạp chí phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18 cm x 24 cm ảnh đơn và 12 cm x 18 cm đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh. Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc phải dịch sang tiếng Việt. Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy bị loại, ban tổ chức giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này. 3. Thời gian địa chỉ nhận tác phẩm. Thời gian hồ sơ tham gia sự giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về Ban tuyên giáo tỉnh ủy chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 hàng năm theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm Phòng tuyên truyền báo chí xuất bản Ban tuyên giáo tỉnh ủy số 4 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, email búa liềm vàng a còng xây dựng đảng vn đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện ngoài phong bì ghi rõ hồ sơ tham dự giải báo chí về xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh thanh hóa ban tổ chức giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham gia dự giải bị thất lạc hoặc bị hư hỏng do lỗi của bưu điện. Điều 13. Giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm. Các tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ và tên địa chỉ và lý do khiếu nại gửi cho cơ quan thường trục giải. Cơ quan thường trục giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn thư khiếu nại Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên ban tổ chức giải, không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh. Tác phẩm báo chí dự giải nếu vi phạm luật sở hữu trí tuệ, luật báo chí và các quy định của nhà nước có liên quan và thể lệ này, ban tổ chức giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành. công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tiếp tục tăng cường công tác giám sát và phòng chống dịch mùa đông xuân. Thực hiện công văn số 155 ngày 11 tháng 1 năm 2023 của Bộ Y tế, công điện số 02 CDUBNC ngày 18 tháng 1 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2023. Công văn số 566 ngày 21 tháng 2 năm 2023 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường công tác giám sát và phòng chống dịch mùa đông xuân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghệ Sơn yêu cầu trưởng các phòng ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tổ chức liên quan và ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau. 1 tiếp tục thực hiện nghiêm công văn số 155 BITCP ngày 11 tháng 1 năm 2023 của Bộ Y tế và công điện số 02 CDUBNC ngày 18 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công điện số 02 CDUBNC ngày 20 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thị xã về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2023. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại đơn vị và trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. 2. Tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu, đặc biệt các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 và các dịch bệnh mới nổi. Đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng. Xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đặc biệt các trường hợp có nguy cơ cao tại các cơ sở khám chữa bệnh theo các quy định của Bộ Y tế và giám sát phát hiện các biến chủng, biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Đối với các vật tư hóa chất xét nghiệm virus SARS-CoV-2, các đơn vị ưu tiên sử dụng loại có hạn sử dụng ngắn trước, tránh để vật tư hóa chất xét nghiệm hết hạn gây lãng phí cho nguồn lực đã được cấp. 3. Tăng cường truyền thông tại các cửa khẩu và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, khuyến cáo người dân chủ động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và dự phòng cá nhân, thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cần quan tâm nhóm người có nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 4. Các đơn vị y tế công lập và ngoài công lập đóng trên địa bàn thị xã phải đảm bảo công tác phân luồng, thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, kể cả trường hợp các ca mắc COVID-19 tăng cao, đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh. 5. Giao Trung tâm Y tế Thị xã giả soát hóa chất vật tư tại các đơn vị trong toàn ngành, xây dựng kế hoạch cấp hóa chất vật tư sinh phẩm, xét nghiệm virus SARS-CoV-2, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác giám sát, đặc biệt giám sát chủ động trong phòng chống dịch trên địa bàn thị xã. Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai công tác giám sát, báo cáo dịch bệnh và công tác khám, chuẩn đoán, điều trị các bệnh dịch thường gặp mùa đông xuân cho các đơn vị trong ngành, tổng hợp báo cáo kết quả công tác giám sát và phòng chống dịch mùa đông xuân về Ủy ban Nhân dân thị xã, qua Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã, Bộ phận Y tế, trước ngày 8 tháng 3 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu các phòng ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tổ chức liên quan và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện ký thay chủ tịch, phó chủ tịch đã ký Mai Sĩ Lần. Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa trân trọng thông báo nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Agribank nhằm tri ân khách hàng, góp phần gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền, và tăng cường sự gắn kết giữa khách hàng với Agribank. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023, Agribank triển khai chương trình gửi tiền tiết kiệm dự thưởng trao gửi niềm tin, hành trình gắn kết. Trong thời gian diễn ra chương trình, tiết kiệm dự thưởng, quý khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm và đăng ký tham gia chương trình, khách hàng sẽ được nhận phiếu dự thưởng do Agribank phát hành bao gồm các mã sự thưởng tương ứng với số tiền gửi của khách hàng. 12 triệu đồng đối với kỳ hạn 6 tháng, 10 triệu đồng đối với kỳ hạn 9 tháng, 8 triệu đồng đối với kỳ hạn 12 tháng. Gửi tiền càng nhiều thì vận may trúng thưởng càng lớn trong tổng số 39.166 giải thưởng của chương trình. Bao gồm một giải đặc biệt, một sổ tiết kiệm có kỳ hạn trị giá 1 tỷ đồng. 15 giải nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng. 150 giải nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, 9.000 giải ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Và đặc biệt, với 30.000 giải thưởng may mắn, có hai số cuối cùng của mã sự thưởng là 35 trùng với kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Agribank. Quý khách hàng sẽ được nhận tiền mặt 300.000 đồng ngay sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền. Thời gian quay số mở thưởng dự kiến vào ngày 5 tháng 6 năm 2023. Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý khách hàng, chúc quý khách thật nhiều may mắn khi tham gia chương trình tiết kiệm sự thưởng trao gửi niềm tin hành trình gắn kết. Thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ tại các chi nhánh và phòng giao dịch trực thuộc Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa, Agribank chi nhánh Nghi Sơn hoặc liên hệ theo số hotline 1900 1900558818. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, FVAS, gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng, thép khỏe bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhẫn mịn mang, không có lỗ khí, chất lượng bảo chứng, bởi triệu công chính, VAS, vững vàng tâm thép. Hotline 028 3820 3820 sẵn sàng hỗ trợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, Biên tập, Trung Hiếu, Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.